của dự án sau này ở đây sẽ là một cái cổng rất là lớn nha chị. Biết rồi. Cái cổng rất là lớn để tên là Zai River Country One của dự án Zai Gai Nhà Bè. Và bây giờ là em dẫn chị vào trục chính của dự án và mình tham quan nhà biệt thự Song Lập 10x20. Nói đến cái căn biệt thự Song Lập 10x20 này thì thiết kế gồm một trệt, hai lầu và một áp mái ha. Đây một trệt, hai lầu và một áp mái. Đây cái này là căn gì? Căn này như đang đối diện mà mình là căn gì? Đây là căn biệt thự 10x20. Và được cái là ở bên này là thiết kế là hai mặt tiền trước sau hết. Mặt sau thì nó để có cổng phụ đi ra. Và mặt trước là coi như là mặt tiền bên trong gọi là khờm bao. Thì bên trong như vậy thì nó sẽ là đâu đây, cái này là mặt trước hay mặt sau? Mặt sau à? Ừ, thể nào mẹ mình không sau. Thấy đằng trước mặt của nó là đằng trước. Dạ đúng rồi, đây là mặt sau. Mặt sau à, đều nhờ. Dạ. Gọi là khờm bao à, xe cổ để bên trong hết. Và bên ngoài này thì gọi là mặt sau thì mình có thể gọi là lối đi bộ. Làm như vậy thì sẽ quản lý rất là dễ dàng luôn chị. Đúng rồi. Tất cả xe rồi tất cả những cái tài sản này nọ mọi thứ thì sẽ được khờm bao bên trong. Đối với cái căn Song Lập 10x20 này thì sẽ là Song Lập thì chừa một bên hông 2m. À này, thì cái dãy mà nhà phố là chỉ có đúng dãy này thôi đúng không? Dạ chính xác. Dãy mặt sau này nữa, bên này nữa. À dạ, đằng kia có shop house à? Dạ, shop house và nhà đó luôn chị. Bên đó là shop house và nhà phố luôn ạ. À. Đằng đấy shop house, nhà phố giống hết đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình có thể chọn có lối bên kia thì không cứ vướng đường dây điện. Rồi, bây giờ thì mình vào xem cái căn biệt thự 10x20 phải không? Thì 10x20 thì chị nhìn thấy là hai căn nó sẽ là liền nhau. Nó nối đuôi, nó sát áp sát nhau và nó chừa là mỗi bên 2m. Nên nó là khoảng không của hai nhà mỗi bên chừa 2m trở thành một cái sân vườn rất là thoáng. Dạ, bằng nhau hết toàn bộ ạ. Cái đó căn gốc, còn cái đây là căn thường. Dạ, căn góc thì nó được cái sân vườn rộng hơn một tí xíu thôi, nhưng mà thực chất ở đây cũng đều là sân vườn là 2m hết toàn bộ này. Căn này giờ hiện nay giá là bao nhiêu, giá tốt nhất thị trường là bao nhiêu? Giá tốt nhất thị trường những căn trong này rơi vào tầm khoảng 25 đến 25 tỷ rưỡi. Là giá tốt nhất thị trường. Đây là mặt tiền chính của cái căn 10x20 nha chị. Đây là biệt thự Song Lập nha chị. Thiết kế là một trệt, hai lầu và bên kia là áp mái đấy chị ạ. Thì ở đây là giống như là hai căn thiết kế sát nhau, gọi là Song Lập gọi là sát nhau. Còn bên phần là sẽ chưa bên đấy. Rồi bây giờ là em sẽ giới thiệu cho chị đây một lớp hầu. Cái lớp hầu này là một đặc quyền trong một phần khu. Trong này nó có A30, A31 và A32. Thì có khoảng hơn 300 căn nhà, thì khoảng 200 căn nhà sẽ sử dụng một cái lớp hầu rất là lớn như vậy. Trong cái lớp hầu này thì sẽ có là hồ bơi nè, sân tennis nè, phòng tập gym và có một cái hầm rượu lưới đất luôn. Đây nó là mua này mua là đúng rồi. Đấy đó, đi phóng xe đi, từ đây về tí mình phóng xe. Đây bây giờ mình sẽ vào xem trực tiếp cái lớp hầu này nha. Trong cái lớp hầu này thì nó có đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích luôn. Và ở đây thì khi mà gia chủ mà sở hữu trong này thì sử dụng gọi là free tất cả các tiện ích này. Lát đi đằng kia ra đậu xe được kìa. Dạ được. Đấy thì chị thấy đâu phải là một club house nhỏ đâu. Tùy có khoảng mấy chục nhà thôi nhưng mà có một club house rất là lớn luôn. Và ở đây thì trong này có mấy cái này? Có mấy club house? Dạ có tầm khoảng 3 club house lớn và có những cái công viên nhỏ nữa. Nó tùy theo khu. Dạ đúng rồi, khoảng như vậy. Thì ở đây thì tất cả những cái cây xanh nè, những cái để em sẽ chi tiết lại, nó rơi vào khoảng 10,000 một mét vuông. Dạ đây khi mà quý anh chị mà sở hữu ở đây á, nếu mà không cần chạy xe thì mình sẽ có những cái xe cúp kích như vậy nè, nó sẽ đưa quý anh chị đi dạo bộ ven sông. Đây thì ngoài những cái tiện ích như vậy thì có những cái công viên ở đây, nó sẽ có công viên 4 mùa, xuân hạ thu đông, thì mỗi mùa nó sẽ có một sắc hoa khác nhau. Chủ đầu tư này họ rất là tinh tế ở vấn đề đó. Và giống như trẻ em thì được vui chơi, có một cái công viên cát rất là nhiều.